你说你痛苦，总会扮作我不在乎，但对你不顾，情共爱也太可恶。 啊，不要跟口舌似苦啊，心痛坏事痛，话两句，论两句，为了真相誓豁出去，没证据，谁说对，你公开公正进取，骂两句，做两句，你只也为爱心碎，罪恶有根可据，幸福必须靠过争取。 Bây giờ chứng cứ rõ ràng, đưa đàn hồng chó cãi, ngươi còn không nói, đừng trách cậu đại nhân dụng hình. Tôi nói, tôi đúng là có trèo vào căn phòng đó. Thì ra hắn mới là hung thủ giết người. Vậy có nghĩa Trần Triết Triết thua chắc rồi. Đáng đời hắn dùng ân bội nghĩa. Đại nhân, dù bàn xương có vào trong căn phòng đó, không có nghĩa là hắn đã giết người. Vào trong phòng có thể vì rất nhiều nguyên nhân. Đại nhân, bàn xương là chính miệng thừa nhận hắn có trèo vào trong phòng của Doãn Vạn Quán. Người bình thường thì phải nên đi vào trong phòng, bàn xương thì trèo vào từ cửa sổ, nhất định là có ý đồ bất chính. Với lại trước đây hắn đã phủ nhận việc trèo vào căn phòng đó, rất rõ ràng là hắn muốn che giấu chân tướng giết người. Mong đại nhân minh giám. Bàn xương chắc chắn là hung thủ rồi. Đúng rồi. Tất cả im lặng. Bàn xương to gan trước mặt bổn quan dám cho lời khai giả, rốt cuộc ngươi có giết chết Doãn Vạn Quán hay không? Quan quá đại nhân, tiểu nhân có trèo vào phòng, nhưng tiểu nhân thật sự không có giết người. Đại nhân, hắn nói dối gạt ngài đó. Bàn xương, ngươi còn dám xảo biện. Nếu như ngươi không phải muốn vào trong giết người, vậy tại sao ngươi không vào bằng cửa mà lại trèo cửa sổ vào? Hôm đó sau khi tôi và Doãn Vạn Quán cãi nhau, sau khi rời khỏi Di Hương Viện, tôi vốn dĩ định về nhà. Nhưng nghĩ lại, tôi nợ hắn nhiều ngân lượng như vậy, nếu không trả được, một phải bán thê tử, hai là bị thuộc hạ của hắn đánh tới chết mới thôi. Tiểu nhân mới quyết định liều một phen, lẻn vào phòng cướp tiền của hắn, sau đó dẫn theo nương tử rời khỏi huyện Thạch Tâm. Không ngờ khi tôi vào trong đã thấy Doãn Vạn Quán đã chết. Tiểu nhân sợ bị người khác nghĩ là mình là hung thủ, cho nên đã trèo cửa sổ ra ngoài. Tôi thật sự không có giết người mà. Đại nhân, bàn xương tuy là có ý đồ xấu, nhưng mà xấu nhất cũng chỉ là có ý đồ cướp của, hơn nữa cuối cùng cũng không thực hiện. Hôm đó khi hắn phát hiện thi thể, sợ bị hiểu lầm nên quả sợ bỏ chạy, để lại dấu dài cũng không biết. Như vậy đủ chứng minh hắn không hề có ý định giết người, chỉ là con mai đến đó không đúng lúc xuất hiện ở một nơi không nên xuất hiện thôi. Không phải ai cũng giống như Trần Trạng Sư đây, gặp chuyện gì cũng không sợ. Lần đầu tiên giết người rồi hoảng hốt bỏ chạy cũng rất là hợp lý. Nhất định là vậy rồi. Tứ duy đúng là có khác. Bàn xương, ngươi lẻn vào trong phòng giết chết Doãn Vạn Quán, bây giờ chứng cứ rõ ràng, ngươi có nhận tội không? Ngoan quá đại nhân. Đúng là ngoan cố. Người đâu, dũng hình. Quan quá đại nhân, quan quá đại nhân, quan quá đại nhân. Đại nhân, bàn xương bất tử nhân sự có tiếp tục cho lời khai. Nếu như một mực ép hắn nhận tội thì các đạo dùng hình ép cung, hay là ảnh hưởng đến tiếng tăm của đại nhân. Vậy sao? Khẩn cầu đại nhân đảm quản xét xử. Dương Trạng Sư, cậu thấy như thế nào? Mà người quan trọng công bằng là trên hết, tạm quản xét xử cũng là một chuyện tốt thưa đại nhân. Được, vậy thì ngày khác xử tiếp. Bãi đường. Bãi đường. Dứt giả rồi. Bây giờ cậu lợi hại quá. Lợi hại quá. Hay quá. Ê,
Ôi trời ơi, Chương Trạng Sư tranh kiện vụ án của Doãn Vạn Quán, phân tích rõ ràng từng ly từng tí, đúng là có tài hùng biện đó nghe. Câu nào cũng sắc bén, tên hung thủ giết người hả? Ừ. Không thể không thừa nhận. Chương lão sư, người tên Tâm này, sau này phải nhờ cậu chủ trì công đạo đâu. Đó. Chà, hay quá, hay quá. Đương tử à, hai người bọn họ đúng là rất hợp với nhau. Làm rất tốt. Cái tên Trần Triết Triết đó dám ăn hiếp cút nhà chúng ta, họ dạy dỗ hắn giúp tiếp là tốt rồi. Tạ mọi người, tạ. Thật ra thì mọi người khen tôi là được rồi. Nhờ tôi biết cách giáo huấn, biến cục đậu hũ thành thần kỳ, từ lão sư trở thành trạng sư. Không chỉ là cao thủ giết trạng, còn biết tranh kiện nữa đó. Nguyễn Thanh Tâm, có một đôi như hai người thì không sợ Phan Đường Kính điên đảo thị phi nữa rồi. Hắn sẽ không tắt quai tắt quái nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc nãy những người hàng xóm cứ vây quanh chúng ta để khen ngợi, còn nói sau này chính nghĩa của Quyền Thanh Tâm sau này đều dựa vào chúng ta. Tôi lớn như vậy rồi cũng chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái như vậy. Sảng khoái quá. Một người chưa ra ngoài tiếp xúc đúng là có khác. Được người ta khen có vài câu đã vui đến nỗi cười tít cả mắt. Bây giờ giúp được người khác thật sự thấy rất là vui. Chương lão sư hạ cô nương. Tường Tẩu. Tường Tẩu, có chuyện gì vậy? Tôi cố tình đến đây để cảm ơn hai người. Nhờ hai người giúp tỷ phu tôi biện hộ, Quỳnh em mới có thể rửa sạch tội quan. Còn như quả phụ chúng tôi mới không mất đi chỗ dựa. Hai người đúng là cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Nghe người ta nói ân công ở trên công đường lời lại sắc bén, còn lợi hại hơn cả Phan Đường Kính. Đáng tiếc tôi phải chăm sóc cho con không đến xem được. Từ tổ, tôi muốn xem sao? Nè, tôi sẽ diễn lại một lần ở ngay chỗ này cho tổ xem nha. Được. Một bên. Nhìn đi. Bằng sư, tao hỏi ngươi, vào cái đêm Doãn Vạn Quán bị giết, ngươi có leo vào trong phòng của ông ấy hay không? Có hay là không? Có hay không? Có hay là không? Không có đâu đại nhân, tôi thật sự không có mà. Ngươi nói dối, ngươi gạt ta. Hôm đó ngươi đã trèo lên tường, lẻn vào hậu viên của Di Hương Viện. Ngươi đạp lên bức tường điêu khắc để trèo lên mái nhà ở lầu 2, mở cánh cửa sổ ở phòng của Doãn Vạn Quán, chân phải bước lên trước, cho nên vô tình để lại dấu giày trái ở trên mái nhà. Ngươi nói bậy. Bây giờ chứng cứ rõ ràng, ngươi đừng có hòng chối cãi. Tôi còn không nói, đừng trách tôi. Thật sự lợi hại quá, Chương lão sư hạ cô nương. Lợi hại thiệt. Ông cười nó hay sao vậy? Bên ngoài ta đã nghe hết rồi. Ta đến đây là muốn hỏi đệ cho rõ ràng, tại sao trên công đường đệ lại nói dối để bàn xương. Nhưng ta không ngờ hai người không chỉ nói dối, còn vì nói gì cười. Ngay cả một chút áy náy, một chút cảm giác hổ thẹn cũng không. Đệ không thấy vấn đề sao? Chương lão sư hạ cô nương, không phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây. Tạm biệt Tương Tổ. Tạm biệt. Không cần nóng giận đâu. Điều Chương Tư Duy nói không phải là nói dối, đây gọi là kỹ xảo nói chuyện. Khi lên công đường đã lên đến công đường thì chuyện gì cũng phải nói chứng cứ. Bộ khoái các huynh đã không tìm ra được chứng cứ làm trạng sư như chúng tôi, đương nhiên là phải tự nghĩ cách dụ tên phạm nhân nói ra chân tướng sự thật. Vô lý. Nói dối thì là nói dối, bất luận là lý do gì, nói dối là không đúng. Huynh à, nghe đề giải thích không đi. Không cần. Hạ Hầu Võ, huynh có nhớ là chính huynh đã từng nói với chúng tôi, kêu chúng tôi đòi lại công bằng cho La Hữu Lai, để hắn không phải giống như cha của huynh phải chết một cách oan ức không? Nhưng tôi đâu kêu cô dạy Tứ Duy trở thành một trạng sư như vậy, không phân trắng đen. Nếu như lý luận không đủ thuyết phục, cầu đại nhân sẽ cho mời Hương phu nhân lên công đường, Tứ Duy sẽ trở thành người vu khống người khác, không những không giúp được La Hữu Lai, đến Tứ Duy cũng có tội. Huynh làm cái gì vậy chứ? Đương nhiên là phải liều một phen. Người nói dối đâu phải là tôi, huynh cứ vừa nói vừa chỉ vào tôi để làm gì? Không phải cô dạy Tứ Duy biết nói sao? Nhất định là cô gạt Tứ Duy nói dối trên công đường. Huynh đừng có chuyện gì cũng đổ lên người tôi. Võ, thật sự không có liên quan tới chân chân. Đúng là cậu đã từng ép đệ nói dối trên công đường, nhưng mà không có ép được đệ. Thật ra là do bản thân đệ tự quyết định. Đệ đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ cần nói một câu nói dối là có thể giúp La Hữu Lai đòi lại công bằng. Kết quả chứng tỏ đệ đã không làm sai. Bây giờ đệ rất hài lòng, đệ có cảm giác thành công, đệ không thấy hối hận. Đệ nói như vậy tức là giúp cho cổ. Chứ Tứ Duy cũng biết suy nghĩ, biết là làm người thì đừng quá cứng nhắc. Bây giờ chỉ có mình huynh là cố chấp cứng đầu cổ hủ. Nói dối là không đúng, nhưng những điều chân chân cô nương nói cũng không phải không có đạo lý. Tuy là đệ phải nói một lời nói dối, nhưng mà đệ thực sự giúp được rất nhiều người. Đệ giúp cô ta. Huynh nhìn đi, Chương Tứ Duy giống con người, còn huynh giống như một hũ cháo đã được ngâm hơn 20 mấy năm trời. Như Chương Tứ Duy nói, cố bộ tự phong, mặc thủ thành quy. Tứ Duy, là đệ đã dạy cho ta, làm người phải có tấm lòng chính trực, không được làm những chuyện dối trá. Đúng vậy, đệ chính là vì tấm lòng chính trực của mình giúp La Hữu Lai đòi lại sự công bằng. Nhưng mà Tứ Duy ta quen biết, sẽ không hành động như vậy.
Võ, đừng quen Huynh lâu như vậy, chúng ta đã quá hiểu nhau. Để cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta giống như tình bạn của Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha vậy. Người sinh đệ ra là cha mẹ, người hiểu đệ là Võ Huynh. Tại sao Huynh không chịu hiểu cho đệ chứ? Ta chính là hiểu con người của đệ, đệ luôn tuân thủ quy tắc, không dễ bị người khác xúi dục. Nhưng đệ đã thay đổi. Đệ không thay đổi, đệ vẫn là Chương Tứ Duy, đệ vẫn là tuân thủ quy tắc của bản thân. Ta không thấy vậy, ta chỉ thấy đệ vì chiến thắng, bất luận thật giả, chuyện gì cũng nói ra được, đệ giống hệt một tên trạng sư. Đối thủ của đệ là Trần Thiết Triết, con trai của Trần Mậu Cát, là nghị tượng của Phan Đường Kính. Nếu như đệ không giống một trạng sư, đệ làm sao giúp La Hữu Lai đòi lại công bằng đây? Huynh ghét trạng sư và cho rằng tất cả các trạng sư đều là người xấu. Đệ chỉ là giống một trạng sư thôi, đệ lên công đường chỉ có một lần duy nhất thôi. Ta sợ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hôm nay lúc trên công đường, đệ chỉ mới chiếm được một chút thượng phong, đệ đã vui như vậy, ta rất khó tin là đệ không có lần sau. Không có, chắc chắn không có. Chắc chắn có. Chắc chắn không có lần sau. Chắc chắn không có. Chắc chắn sẽ có. Chứ Tứ Duy đã nói là chắc chắn không có. Có phải Huynh bị điếc hay không? Sao Huynh cố chấp quá vậy chứ? Cứ muốn làm một hũ dao, Huynh tự đi mua bó rau về xào ăn luôn đi. Cô nói cái gì chứ? Ta rất thất vọng về đệ. Đệ nhất định sẽ có lần thứ hai. Điều do con không tốt. Nếu như lần trước con không cổ vũ Tứ Duy lên công đường, nó sẽ không trở thành như vậy. Con và Tứ Duy cũng vì muốn giúp người ta thôi. Bà tin nhân phẩm của Tứ Duy không giống như một số trạng sư thật giả bất phân. Tứ Duy nó rất đơn thuần, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Lần này thì nói dối, lần sau sẽ bị Hà Tuệ Chân dụ thêm vài câu không biết sẽ làm ra chuyện gì. Có phải là con nghĩ quá nhiều rồi không? Từ sau khi Hà Tuệ Chân đến, sống ở học đường Khổng Tử, sáng tối đều có thể gặp mặt Tứ Duy. Tứ Duy thật sự bị cô ta ảnh hưởng rất lớn. Lúc nãy bà không nhìn thấy mặt của đệ ấy, hai người họ kẻ tung người hứng rất là ăn ý. Nghe con nói hình như con giận vì hai người họ sống gần nhau hơn. Ý của con chính là hai người bọn họ sống gần với nhau thì cổ sẽ dạy hư Tứ Duy. Lúc trước mỗi lần nhắc tới Trần Mông Cát, gân xanh của con mới nổi lên. Xem ra con đối với Chân Chân cô nương đã có chút tình cảm rồi phải không? Hương phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho dù con chưa từng nghĩ qua hay là ta nghĩ nhiều đi nữa, Võ tuổi của con không còn nhỏ nữa, ta không chăm sóc cho con được bao lâu, ta không thể nào giúp con giá dày cả đời được. Hãy tìm một cô nương đàng hoàng về đây đi. Cô đâu có biết giá dày chứ. Con hiểu ý của ta là được rồi. Con thật sự không nghĩ gì hết. Tới lúc phải suy nghĩ rồi đó. Ta ăn no rồi. Hai đĩa thức ăn này trừ lại cho ngươi đó. Ông trời rất là công bằng. Một người có năng lực bao nhiêu thì sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Biểu hiện hôm nay của ngươi chỉ đáng nhiêu đó thôi. Đừng có nghĩ là ta bụng dạ hẹp hòi. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, Phan Đường Kính này nhận ngươi làm con trai của mình thì có gì khó khăn đâu. Ta lấy cái tên Phan Đường Kính này giúp cho ngươi thăng tiến thì cũng không sao hết đó. Nhưng mà cũng phải xem lại ngươi có bản lĩnh thế nào mới xứng đáng ăn các món sơn hào hải vị này. Vậy lỡ như tôi không xứng thì sao? Tới lúc đó người thua sẽ là ông đó, Phan Đường Kính. Ngươi tưởng là dinh nhục của Phan Đường Kính ta đây sẽ đặt trong tay một tên tiểu tử như ngươi hay sao vậy chưa? Ta quen rồi. Chuyện dù lớn hay nhỏ, một chén cơm, một dĩa thức ăn đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Nè, ở đây có ba cái túi cẩm nang. Nếu như ngươi không nghĩ được đôi sách, vậy thì hãy mở ra xem đi. Nhưng mà ta nói ngươi biết, nếu như ngươi đã mở ra rồi thì đừng hòng gọi ta là nghĩa phụ nữa, biết chưa? Tôi cũng đã quen. Từ nhỏ tới lớn, làm bất cứ chuyện gì cũng đều dựa vào bản thân của mình. Cho nên ông có thể yên tâm. Nghĩa phụ. Muốn lấy cái gì? Nói đi. Tôi muốn mua một bộ chén đĩa, lấy thêm một muỗng canh cho xứng cả bộ. Nhớ chọn những cái đẹp cho chú Đại Mama. Xứng với canh? Tôi biết không xứng với canh. Bây giờ canh có giá như vậy, tôi làm sao mà xứng được chứ? Không xứng, không có muỗng canh không được đâu. Bất quá tôi cho cô thêm chút tiền. Mắc thế nào, chú Đại Mama cũng mua được. Không được cũng phải được. Không có canh cũng đâu có chết. Hả? Vậy thì tôi dùng đũa được rồi, tôi không mua nữa. Đổi cô nói gì vậy? Đợi đã. Đợi đã, đợi đã. Yeah.
Quỳnh tới đây làm gì? Ta sợ sợ cô đừng. Tôi cố tình đến đây ăn đậu hũ của cô. Người ta đâu phải đến tìm ngươi. Ngốc quá đi. Đau mà. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi không sao hết. Gặp được cô còn thấy ngọt hơn ăn đậu hũ nữa đó. Bán cho tôi một chén đi. Ngồi xuống đi. Cảm ơn. No quá thôi đi. No rồi đi thôi. Sao sợ cô nương? Chân chân cô nương. Ghiền quá rồi. Ngày nào không ăn đậu hũ của cô thì không chịu nổi một chén mang về. Sẽ có ngày. Ý là ngươi sao? Sao cô đơn quá vậy? Chỉ có mình ngươi tới đàn đậu hũ hả? Nghĩa phụ của ngươi đâu? Không cùng ngươi đến Trạng Nguyên lâu ăn đồ ngon hay sao? Đúng rồi, có người ở trên công đường á, y như con chó nhà có tang không nói được gì hết. Xem ra ngay cả cơm chó cũng không có được ăn. Cảm ơn. Nè, ngươi làm gì cô vậy? Cô phải bị ướt rồi không? Để tôi xem thử cho. Nè, nè, ngươi tới đây ăn đậu hũ hay đến đây ăn thịt người vậy? Cô nói chuyện cẩn thận một chút đi. Ngươi ăn thì cứ ăn, nhưng đừng chạy đến đây gây chuyện. Đê tiện, giống hệt như nghĩa phụ của ngươi. Cô có sao không? Sợ sợ cô nương? Tôi không sao. Mặc kệ hắn đi. Nè, đi dạo một mình buồn lắm đó. Tôi chỉ có một mình đó thì đã sao? Tôi thấy cô đơn như vậy nên mới chịu thiệt đi với cô một chút. Tôi không cần huynh đi chung. Tránh ra đi. Hey. Nè, nghe nói huyện Thanh Tâm của tên háo sắc, cô có biết không? Có thì đã sao? Sức của tôi mạnh như vậy, chỉ cần một tay là bóp chết hắn rồi. Cho nên tên háo sắc đó mới không để ý tới cô. Đúng đó. Tôi thật sự không có ai để ý tới. Là tôi đa tình. Tôi chỉ thích đơn phương thôi. Tôi rất đáng chết. Vậy được chưa? Nói bậy. Đang đánh. Nói bậy. Ủa, mới đây mà đã kiếm được người thứ hai rồi sao? Nhưng mà khả năng thì hơi kém đó. Cũng hết cách. Một bộ khoái nhỏ chỉ có vậy thôi. Phụ nữ ai không thích đàn ông có quyền có thế chứ. Trời đã định sẵn, ngưỡng mộ cũng vậy thôi. Quy ca, không phải Quynh nói dẫn muội đến Trạc Nguyên lâu ăn sao? Đi, đã nói đi thì đương nhiên phải đi. Đi với ý trương nhân đương nhiên phải đến Trạc Nguyên lâu. Không lẽ lại đến quán trà thấp hèn vậy sao? Đi. Hay lắm sao? Tại ta nhường tiểu thuyết cho ngươi thôi. Tưởng mình ngươi có người yêu ta không có sao? Ta chỉ cần nói chán, tất cả các cô gái trong huyện Thanh Tâm này sẽ chạy đến đây dây lấy ta đó. À, thì ra là huynh thấy chán cho nên mới đi theo tôi. Nếu thấy chán thì tôi đến Di Hương Viện tìm các cô nương rồi. Nhưng đi với tôi thì không cần ngân lượng. Đàn ông nào cũng giống y như nhau, không có người nào tốt hết á. Cô nói được rồi nha, đừng qua đủ cả nắm đó. Cô đánh đá như vậy á, cho nên Phàn Canh không để ý tới cô là phải rồi. Đừng có nhắc tới tên của hắn ta nữa. Ông chủ, ông chủ. Ông miễn đi. Không sai không về. Qua à, để đến thăm tỷ hả? Hà tỷ, giúp đệ xử lý tên dâm tặc đó đi. Hắn đắc tội với đệ hả? Nè tỷ không cần hỏi nhiều. Tỷ hãy lấy nhiều loại rượu khác nhau pha chung vào cho hắn uống. Sau khi chuốc hắn say rồi, cởi hết quần áo của hắn ra, rồi viết mấy chữ dâm tặc sử khanh lên người hắn, sau đó quăng hắn ra đường, như vậy thì được rồi. Như vậy sao được? Sau này ở đây làm sao làm ăn được nữa? Hà tỷ à, giúp đệ lần đi, đệ cầu xin tỷ. Tỷ làm được mà, tỷ thương đệ nhất mà. Giúp đệ đi, giúp đệ đi ha. Đi Trần công tử, ngài đại giá quan lâm, tôi đặc biệt chuẩn bị một bình rượu ngon mời ngài thưởng thức. Đã đến Di Hương Viện nhất định là phải vui vẻ. Vậy thì ta cũng xin tuân lệnh. Mau uống đi, uống đi. Trong ly rượu có con gián đó, làm ta sợ quá. Đáng sợ quá đi. Mau rót ly rượu khác cho Trần công tử đi. Đúng rồi. Nghe nói Di Hương Viện có người kéo dì hồ và ca hát. Người kéo dì hồ gọi là Khúc Lão Sư, có đúng không vậy? Khóc phong mù phải không? Trần công tử à, ngài là khách quý, đáng lẽ nên tìm những nhạc sư bậc nhất chứ. Ê, không cần phiền phức như vậy đâu. Cứ gọi Khúc Lão Sư và Quan Hỷ Phụ đến đây là được rồi. Nè, ăn thôi. Trần công tử, vị này chính là Hỷ Phụng tỷ. Hỷ Phụng, cô mau chọn bài hay nhất của mình cho Trần công tử thưởng thức đi. Hỷ Phụng tỷ, tôi xin lắng tai nghe tỷ hát đây. Khúc Lão Sư. Phụng tỷ à, Trần công tử là khách quý của chúng tôi đó. Xin lỗi, tôi muốn uống một ly rượu để thắm trọng đó. Còn uống sao? Cô thấy chưa đủ say hả? Đừng gấp, đừng gấp. Hỷ Phụng tỷ à,
Muốn rượu tôi có đây, cứ từ từ thôi. Không sao chứ Hiếu Phụng tỷ? Hiếu Phụng tỷ à, xem ra cô nên thay đồ trước đi. Vậy ngài đợi một lát nha, tôi quay lại ngay. Đi đi, mau lên. Công tử Hờ ngồi xuống ăn tiếp đi. Nhiều khói quá vậy, hay là bị cháy rồi? Cháy rồi, cháy ra ngoài mau đi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Bên trong cháy rồi, trong phòng đang bị cháy. Trời ơi, bên trong bị cháy rồi. Trời, Hỷ Phụng tỷ, cô vẫn còn rất là hấp dẫn. Còn rất xinh đẹp. Trời ơi, cô thể này trắng trẻo nữa. Trời ơi. Ông nhìn lén, không phải bị mù sao? Bộ hắn giả mù hả? Ông không cần phải giả nữa, chúng tôi nhìn thấy ông nhìn lén thấy mù tí rồi. Giả mù kìa. Ê, chạy đi, chạy. Thái bộ khoái, còn có làm việc nữa, nó lén tay đi. Hay quá, hay quá. Ôi trời ơi, không có phạm tội, bắt ta làm cái gì, thả ra. Ông không bị mù, vậy có nghĩa là ông nhìn thấy Doãn Dạng Quán bị giết, cho nên lời khai trước đó, ông khai đều là nói dối. Ông lừa gạt quan phủ. Hay lắm á, đúng là lợi hại. Lợi hại. Ta giúp cậu làm được công lớn, cậu biết nói tiếng cảm ơn sao? Vụ án lần này lại có chuyển biến mới. Cậu đại nhân, thật ra thì tại hạ đã nghi ngờ Khúc Phong từ lâu rồi. Bình thường Khúc Phong che giấu rất tốt, nhưng dù sao ông ấy cũng không phải là người mù. Nếu chịu khó để ý thì sẽ phát hiện ra có sơ hở ngay. Người mù khi đi đường sẽ ngừng lại trước, sau đó dùng gậy để mà dò đường rồi mới đi tiếp. Nhưng Khúc Phong vì quá căng thẳng nên nó không chú ý những chi tiết này. Cây gậy vẫn chưa đụng đất đã bắt đầu đi rồi. Khúc Phong vì muốn giả làm người mù y như là thật, đã cố tình đeo một cặp kính đen để người khác không nhìn thấy. Đáng tiếc, giấu đầu lòi đuôi. Khi Quan Hỷ Phụng mặc áo yếm chạy ra ngoài, Khúc Phong giống như những người đàn ông khác. Ông ấy không kịp được lòng, kéo cặp kính xuống để nhìn, để lộ ra bộ mặt thật của ông ấy. Trời ơi, vậy là cô nương đó bị thiệt thòi rồi. Đúng vậy, đều bị hắn nhìn thấy hết rồi. Đúng rồi. Nhân, nếu như không phải tôi tương kế tự kế và trần chuyện Khúc Phong giả mù, sự thật Doãn Vạn Quán bị giết sẽ bị người khác tiếp tục che giấu, đến cùng không ai biết hết. Tiêu rồi. Điều dần to gan, ông cũng gian xảo lắm, đã dám nói dối trước mặt bổn quan. Xin đại nhân tha tội. Tiểu nhân vì kiếm sống nên mới giả mù để kéo nhị hồ. Khúc Phong và đêm Doãn Vạn Quán bị giết, có phải ông ở trong căn phòng đó không rời nửa bước, có đúng vậy không? Phải, đúng vậy. Vậy ông biết ai mới chính là hung thủ, còn không mau nói ra đi. Vậy có nghĩa là ông cũng nhìn thấy Bàn Xương trèo vào trong phòng? Tôi nhìn thấy Bàn Xương đã trèo vào trong phòng bằng đường cửa sổ. Vậy tức là ông cũng nhìn thấy kẻ giết Doãn Vạn Quán chính là Bàn Xương. Khúc Phong, ăn nói phải cẩn thận đó. Lời khai của ông rất quan trọng đối với vụ án này. Khúc Phong, ngươi phải nói sự thật. Ngươi giết chết Doãn Vạn Quán có phải là Bàn Xương hay không? Bàn Xương đúng là có trèo vào phòng, nhưng mà lúc cậu ấy trèo vào trong phòng, Doãn Vạn Quán đã chết rồi. Hung thủ đã giết chết Doãn Vạn Quán là La Hữu Lai. Trời ơi, thì ra là hắn mới là hung thủ thật sự. Nè, Khúc Phong, có phải ông bị người khác mua chuộc rồi không? Ông cũng đừng nói bậy nha. Phải đó. Im lặng đi. Tiểu nhân thật sự đã nhìn thấy La Hữu Lai giết chết Doãn Vạn Quán. Tiểu nhân nhìn thấy La Hữu Lai đẩy cửa vào phòng, hắn nhìn thấy Doãn Vạn Quán đang ngủ say, đã lấy ngọc bội của ông ấy. Doãn Vạn Quán đột nhiên tỉnh dậy, bắt lấy La Hữu Lai. La Hữu Lai dùng một tay bịt miệng của Doãn Vạn Quán lại, dùng một con dao nhỏ một nhát giết chết Doãn Vạn Quán rồi. Ông nói bậy. Quan quán đại nhân à, ông ấy nói bậy đó. Nè, ngươi bình tĩnh đi. Cứ tưởng ta chỉ có nhân chứng thôi sao? Ta có vật chứng nữa đó. Cầu đại nhân,
xin cho truyền bổ đầu Ngô Diệu Quy. Truyền. Thái bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tìm thấy miếng ngọc này ở trong nhà La Hữu Lai. Có thể chứng minh La Hữu Lai có trộm miếng ngọc bội của Doãn Vạn Quán. Có thể mời Doãn phu nhân làm chứng. Đại nhân, miếng ngọc bội này đúng là của tướng công tôi. Ngươi là hung thủ giết người. Tiểu nhân không có giết người, tiểu nhân chỉ trộm ngọc bội thôi mà. Ngươi còn dám chối. Cậu đại nhân, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi. Người giết Doãn Vạn Quán chứ là La Hữu Lai. Trời ơi, đừng có chối nữa mà. Chư Trạng Sư à, hãy giúp tôi đi. Tôi thật sự không giết người đâu. Chư Trạng Sư à, cứu tôi đi. Chư Trạng Sư, cứu tôi với. Dương Tứ Duy, cậu làm sao vậy? Thổ huyết, trời ơi. Nghĩ rằng Chư Trạng Sư bị bệnh, nếu còn tiếp tục xét xử sẽ xảy ra án mạng đó. Trời ơi, xem ra cũng gần một chén máu rồi. Trời ơi. Trời ơi, phải nhiều nhiều máu quá đại nhân. Phải làm sao đây? Để tránh gây ra hỗn loạn hay là để lần sau xét xử đi? Được rồi, cứ vậy mà làm đi. Vậy sức khỏe của Chương Trạng Sư không được tốt, vụ án tạm ngừng xét xử. Bãi đường. Bãi đường. À, ngươi biết không, hôm nay biểu hiện của ngươi trên công đường thực sự rất là xuất sắc. Có một nửa bóng dáng của ta tương lai nhất định sẽ trở thành người kế thừa của Phan Đường Kính này. Nghĩa phụ à, con chỉ là đang học hỏi người thôi. Nếu như hôm nay không phải tại miếng đậu hũ đó đột nhiên bị ói máu, chúng ta đã thắng vụ kiện này rồi. Ta cũng có được người đẹp trong tay, song hỷ lâm môn. Từ ra vụ án này phần thắng nắm chắc rồi, chỉ còn chờ cầu đại dân kết án nữa thôi. Cô tên là Nghĩa Mẫu sẽ mau chóng được gả vào đây đó. Đúng là thông minh. Nghĩa phụ quá khen rồi. Con cũng chỉ vô tình gặp được Khúc Phong mới có thể lật tẩy ông ấy. Nếu không thì vụ án này cũng rất khó xoay chuyển được. Chẳng qua là... Ngươi thì may mắn, còn ta thì tỉ mỉ. Chuyện gì ta cũng quan sát cẩn thận. Nào, ngươi mở cẩm nang thứ nhất ra xem đi. Ta đã kêu ngươi mở ra thì sẽ không tính. Kẻ mù không phải mù, ta biết nhưng mà không nói vì muốn xem thử năng lực của ngươi. Nghĩa phụ, chai quả viên rất lợi hại đó. Xin lỗi Khổng Tử lão sư, thì đã nói dối, thực sự sẽ bị gãy răng. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Huynh gãy răng là vì huynh già rồi. Nói dối bị gãy răng, mấy chuyện để lừa con nít mà huynh cũng tin nữa. Để thực sự không sao chứ? Không sao. Cho dù đau đến đâu cũng phải xin lỗi Chi Thánh Tiên Sư. Chi Thánh Tiên Sư, con xin lỗi. Người thường nói làm người phải có chữ tín. Tín trong văn hành trung tín, chính là làm người phải trung thực, không dối trá. Là con đã tự che mắt của mình để nói dối. Còn dương dương tự đắc, cuối cùng con cũng phải trả giá. Chảy nước bọt. Xin lỗi. Vừa cổ hủ vừa ngu ngốc, Chí Thánh Tiên Sư không muốn nhìn thấy huynh nữa. Để ta bịt mắt anh ấy lại. Cô đừng quá đáng như vậy. Hai người quê rồi sao? Chúng tôi trở mặt với nhau lúc nào? Chỉ là chúng tôi tranh luận thôi. Thì tranh luận nó mới trở mặt đó. Tôi và Tứ Duy cả đời này không trở mặt, cả đời này là huynh đệ tốt. Xin lỗi huynh, lần trước để nói chuyện đúng là hơi nặng lời. Huynh đệ không nên thù dai. Ta biết Trương Tứ Duy của trước đây nhất định sẽ trở về. Cha mẹ sinh ra đệ, người hiểu đệ chỉ có huynh. Đừng có ôm qua ôm lại như vậy, suy nghĩ làm sao đánh thắng vụ kiện này còn hơn. Chân chân, bây giờ chứng cứ rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, La Hữu Lai không thể chối cãi được. Cũng may là Khúc Phong không bị mù, nhìn thấy ai đã giết người. Nếu không thì chúng ta đã giúp sai người, vu oan cho người vô tội rồi. Không lẽ ngay cả huynh cũng cảm thấy La Hữu Lai là hung thủ hay sao? Trong phòng chỉ có mỗi một mình ông Kéo Nhị Hồ, ông ấy muốn nói gì mà không được. Sao không nghĩ là Phàn Canh đã mua chuộc ông? Tóm lại tôi cảm thấy La Hữu Lai không giết người, chúng ta phải nghĩ cách rửa sạch tình nghi cho hắn. Thật ra cô không có ý tốt giúp La Hữu Lai, cô chỉ là sợ thua vụ kiện phải gả cho Phan Đường Kính. Mạng người quan trọng, không phải đùa đâu, không thể đánh cược.
Chân Chân, đừng có gì đấu đá với người khác mà vu oan cho người vô tội mà. Tôi mới là quan tâm mạng người, tôi mới là người không muốn vu oan người vô tội. Tóm lại hai người tin cũng được không tin cũng được, tôi khẳng định La Hữu Lai không phải là hung thủ. Chân Chân, đừng có cản tôi, đừng có cứu tôi, nhìn tôi chết luôn đi. Chừng tôi gì đáng ghét, kêu Quỳnh đừng cản tôi, Quỳnh thật sự không cản luôn. Đậu hũ thúi, đậu hũ chết tiệt, mở miệng là nhân nghĩa đạo đức nhưng lại thấy chết không cứu. Doãn phu nhân, phu nhân đi thông thả. Là vì mọi bên này. Doãn phu nhân bà yên tâm, công đức của bà căn dặn chúng tôi làm cho Doãn lão gia, chúng tôi nhất định sẽ làm đúng theo những gì bà căn dặn. Bà cũng thấy không khí ở đây vô cùng thanh tịnh, rất thích hợp để tụng kinh. Chúng tôi sẽ giúp Doãn lão gia tụng kinh niệm đủ 7749 ngày, hy vọng ông ấy sớm được an nghỉ, sớm được siêu thoát. Là vì mọi người. À, nên làm mà. Doãn phu nhân, bà không nên quá đau buồn. Nếu bà có điều gì căn dặn, có thể nói với chúng tôi. Nếu như bà có tâm sự, có thể nói cho Phong Thu nương nương nghe, người sẽ nghe thấy và sẽ giúp cho bà. Ta muốn yên tĩnh một mình để nói vài câu với Phong Thu nương nương. Được thôi, để tôi dẫn bà vào trong phòng cúng. Vất vả rồi. Và phòng thì đương nhiên là muốn sớm ngày tìm đường thủ. Đi vô đi. Đi đi. Sao sao cô nương? Dạ, cho tôi chén đậu hũ đi. Được. Cầu Phong Thu nương nương phù hộ ông ta thoát khỏi kiếp nạn, bình an vô sự. Ông ấy rất quan trọng đối với con, con không thể mất ông ấy được. Chúng con sắp được ở bên nhau rồi. Cầu Phong Thu nương nương chữa khỏi cho ông ấy, để ta con ấy sớm gặp bình phục, không ảnh hưởng tới việc kiếm tiền. Nhưng mà ông ấy cũng không cần phải kiếm tiền nữa. Chân Chân cô nương, hả? Cô thật sự muốn ăn nữa sao? Ngoài cúc ra chưa có ai ăn nhiều giống như cô vậy. Ăn chứ. Đậu hũ của cô mềm vậy, mềm như da mặt của tôi. Vậy cô từ từ ăn nha, tôi rót ly nước cho cô. Sở Sở. Ủa, Chuẩn ca, Quỳnh tìm muội có chuyện gì? Quỳnh đến trả chén cho muội nè. Quỳnh có mượn muội sao? Có mà, muội quên rồi sao? Có mà, nè, muội cầm đi, muội đem cất đi. À, được, vậy muội mang đi cất trước nha. À, Sở Sở à. Hả? Mấy hôm nay rất nhiều người tới ủng hộ muội, muội có thấy vất vả không vậy? Không vất vả, nếu được làm đến nỗi không thể nghỉ tay muội sẽ thấy vui hơn. Muội thì vui, nhưng mà Chuẩn ca rất đau lòng. Hãy cẩn thận sức khỏe, đừng quá lao lực. Hả? Chàng qua đây, thiếp có một tin động trời muốn nói cho chàng nghe. Tin gì mà động trời? Doãn phu nhân hình như là có người đàn ông khác. Doãn phu nhân có người đàn ông khác? Không, không phải chứ. Doãn lão gia chưa được 49 ngày thi thể chưa lạnh mà. Sao nàng biết được? Thiếp vừa mới nghe lén đó. Có khi nào nàng nghe lầm không? Thiếp nghe cái gì mà không thể mất ông ấy, còn nói cái gì chúng ta đã sắp được ở bên nhau. Còn không phải có người đàn ông khác sao? Bảy còn nói tay của tình nhân đó bị thương, sợ ông không thể kiếm tiền được. Cánh tay bị thương à? Chân què, không phải tay què. Đi đi, đi đi. Đi chỗ khác đi. Ông chủ, đi đi. Tôi xin ông mà. Cả cái huyện Thanh Tâm này ai cũng biết ông giả mù, mướn ông khác nào từ rước quả vào thân. Chuyện tôi đi tìm Tiểu Hồng, bà vợ của tôi biết được, tôi đã phải ngủ ngoài phòng cả tháng trời á. Tôi không có nói, tôi thật sự không có nói mà. Thôi, ông đi giùm đi. Ông nhìn tay của ông đi, bị thương như vậy làm sao kéo đàn được. Đi nhanh đi. Trời ơi, nhặt nhanh lên, mau đi đi. Tay bị thương. Thank you.
Cái quan cảm ơn nha. Ê, người đàn ông lúc nãy mua cái gì? Tôi sẽ mua cái đó. Vì cái quan lúc nãy đã mua hộp phấn này nè. Bao nhiêu tiền? 12 giang tiền. Hiếu Phụng tỷ. Hả? Nè, sao lúc nào tỷ cũng uống say như vậy? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi tỷ nè. Nè, tỷ nhìn cái này đi. Tỷ có nhờ Khúc lão sư mua giúp tỷ loại phấn này hay không? Hả? Không có. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp ông ta. Từ sau khi ông ấy bị phát hiện ngồi xuống là giả mù, chúng tôi đã không còn cùng giao diễn chung nữa. Vậy sao? Nhưng mà tôi từng nghe ổng nói xảy ra nhiều chuyện như vậy là bị người khác phát hiện, là không thể kiếm tiền. Bây giờ có thể ổng sẽ rời khỏi Quyền Thanh Tâm. Sao ổng bỏ đi được chứ? Ổng là nhân chứng mà. Không được rồi, Hi Phục tỷ, đừng uống nữa. Tỷ nghỉ ngơi một lát đi, đừng uống nhiều như vậy. Tôi phải đi đây, tỷ tự chăm sóc bản thân nha. Cô đi đâu vậy? Tôi muốn uống rượu mà. Bưu Thúc. Hả? Thúc gọi con và Tứ Duy đến có chuyện gì không? Có phải hai đứa đã khẳng định là Hữu Lai là hung thủ rồi không vậy? Khúc Phong cũng đã chỉ tội hắn rồi mà. Nhưng ta lại cảm thấy có điểm đáng nghi. Lính canh ngục nói với ta, bất luận tra khảo là Hữu Lai như thế nào, cậu ta cũng một mực nói là mình không giết người, chẳng qua chỉ lấy trộm miếng ngọc bội của Doãn đại gia mà thôi. Hôm nay ta gặp cô ấy rồi, cô ấy nhìn thấy ta liền quỳ xuống khóc lóc. Về chuyện này, từ kinh nghiệm của ta, nói cho ta biết loại người này không có dám giết người đâu. Chưa Tứ Duy, thì ra huynh thật sự đang ở đây. Chân Chân, xảy ra chuyện gì? Sao hả? Hơi đỏ đó mà. Cái gì mà hơi đỏ chứ? Giống như là đít khỉ đó. Hả? Chân Chân à, có phải cô đã bôi phấn của Đình Duyệt Đường hay không vậy? Đúng vậy á. Có phải ngay cả ông cũng nghi ngờ tên kéo nhị hộ không? Không phải. Chuyện này không liên quan đến Khúc lão sư đâu. Nhưng mà gần đây có rất nhiều cô nương tới khiếu nại, nói là phấn của Đình Duyệt Đường làm hư da mặt của họ. Làm hư da mặt? Đúng rồi. Chân Chân, lúc nãy cô nói cái gì mà nghi ngờ Khúc Phong? Trời ơi, ta nghe Châu Lan nói là Doãn phu nhân có người đàn ông khác, cho nên tôi nghi ngờ ông kế nhị hồ đó. Và tôi đã theo dõi Khúc Phong. Ông ấy đã mua phấn ở Đình Duyệt Đường. Không lẽ không phải mua cho Doãn phu nhân hay sao? Tôi cảm thấy ông ta vì như vậy mà đã ra tay giết người. Nè, sự nghi ngờ của cô quá hoang đường, trí tưởng tượng rất là phong phú. Không phải tưởng tượng, là suy đoán, có đầy đủ chứng cứ. Đúng là còn rất mơ hồ. Thật sự là cô đang bịa chuyện, không muốn thua nên chống trả quyết liệt. Cô đừng lo chuyện bao đồng, cô nên lo mấy cái chuyện của cô trước đi. Tôi thực sự muốn tìm cho ra hung thủ, cho nên mới tới đây nói với hai người đi nè. Trời ơi. Nè, có phải bây giờ huynh không cho người đi điều tra Khúc lão sư có đúng không? Không cho. Được, tôi tự đi điều tra. Làm chuyện dư thừa. Cô ấy không có giống nói bậy đâu. Nếu như muốn biết được chân tướng của sự việc á, thì nhất định phải đi điều tra. Tuyệt đối không được cho suy nghĩ của bản thân là đúng. Trời ơi, cầu cái gì nữa. Tôi mới đậu xong, chúng ta đánh một giá. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Chân Chân cô nương, sao mặt của cô lại đỏ như vậy? Có phải do ăn quá nhiều đậu hũ không? Đừng mà, cô mau đi xem đại phu đi. Nếu như cô còn gãi như vậy, sau này không đẹp nữa đâu. Lỡ mặt thì lỡ mặt, thà bị lỡ mặt cũng không muốn bị gả cho Phan Đường Kính. Yên tâm đi Doãn phu nhân, ngày nào bà cũng thành tâm tụng kinh cho tướng công của mình. Tôi tin ông ấy chắc chắn đã đầu thai làm người rồi. Còn nữa, ngày thường bà cũng nên tới đây tụng kinh niệm Phật, Phong Thu nương nương mới thấy được tấm lòng của bà. Ta biết rồi. Mời phu nhân lên kiệu. Ta muốn đi vào một lát, tạm thời chưa muốn về. Các người về trước đi, hai người không cần theo ta đâu. Nghĩa phụ. Có chuyện gì mà gấp vậy? Con đã phát hiện được một chuyện rất là quan trọng. Là chuyện gì? Con vẫn biết là La Hữu Lai không phải là hung thủ giết người. Hung thủ thật sự là một người khác.
Gần đây cô phát hiện Hà Tuệ Chân vẫn không chịu bỏ cuộc và khắp nơi điều tra vụ án, cho nên cô theo dõi cô ta. Và cô đã phát hiện ra thì Đa Khúc Phong và Doãn phu nhân có quan hệ bất chính. Theo suy đoán của con, hung thủ đã giết chết Doãn Vạn Quán chính là Khúc Phong. Ồ, vậy sao? Nghĩa phụ, có phải cha đã biết từ lâu rồi không? Hung thủ là kẻ mù. Nghĩa phụ, cha luôn luôn nhanh hơn con một bước đó. Phan Kinh, nhanh một bước hay chậm một bước không quan trọng. Quan trọng là ta nhất định muốn bắt La Hữu Lai chịu nhận tội. Kẻ mù là hung thủ, có nghĩa là La Hữu Lai và Bàn Xương đều không có tội. Vậy có nghĩa là cuộc cá cược giữa ta và Hà Tuệ Chân khác nào không thể phân thắng thua. Cũng có nghĩa là ngươi không thể giúp ta thắng được vụ án này. Đến lúc đó ta mất đi một người thiếp, còn ngươi cũng mất đi một người mẹ. Thậm chí đến người nghĩa phụ này cũng không còn. Không đâu, chúng ta không thua. Cha nhất định sẽ thắng. Nếu như hung thủ thật sự biến mất khỏi thế gian này, vậy là chết không đối chứng. La Hữu Lai chính là hung thủ. Ông sao rồi? Có còn đau không? Cũng đỡ nhiều rồi. Ông không sao thì tốt rồi. À, ở đây tôi có chút ngân lượng đủ để ông dùng trong vài ngày đó. Không cần đâu, tôi sẽ tự chăm sóc cho mình. Thật ra bây giờ chúng ta có rất nhiều tiền, ông không cần đi cấp mê xin người ta cho ông kéo đàn, tối ngày bị người ta xua đuổi. Kiều à, đóng kịch là phải đóng hết tuồng. Ta làm như vậy à, cũng là vì không muốn người khác nghi ngờ chúng ta. Đợi vụ án này kết thúc, mọi chuyện lắng xuống, chúng ta tới nơi khác sinh sống. Được rồi. Giáo phụ, giáo phụ, còn không bị ta bắt quả tang. Hai người âm mưu giết người, hung thủ giết người, theo ta về. Đừng cái gì mà hung thủ giết người? Cho dù tôi và Doãn phu nhân ở bên nhau, cũng đâu có nghĩa là tôi đã giết Doãn lão gia. Tôi nghe thấy hết rồi, ông còn đóng kịch hay sao? Cô tha cho chúng tôi đi mà, tôi xin cô đó. Tôi tha cho hai người, ai tha cho La Hữu Lai đi, ai tha cho tôi đi. Tôi phải lấy phần đường kính đó. Nè, theo tôi về, đi theo tôi. Đừng mà. Ông lên đi. Đừng mà. Cẩn thận đó.